Bạn bạn, bữa nay mình lên nhà chú Năm. Chú Năm, chú Năm, ngày này chú Năm còn chú Năm không? Bạn đi bắt cá nè, tôi giăng lưới, còn chú Cao đi kéo lưới. Bữa nay anh em chủ nhiệm tôi chấm 4 đi kéo lưới lồng tông nha. Thép gông này kia đồ bây giờ bữa nay ta xả rồi, nước xả xuống nó rút xuống. Nhà cái nhà kia không? Mình đi kéo lưới lồng tông mình review. Cái này nhà có anh Năm nha. Lên nhà anh Năm mình đi. Anh Năm là phân của mình rồi, đang mở coi kênh của mình nè. Nè con gái con Năm nha. Bé lớn nè, bé đẹp nha. Thấy không? Đó. Đây phân hâm mộ đang coi kênh YouTube của mình luôn. Đi cái nhà đi. Các bạn xem đi tôi nha. Nghe có tí già đi phụ nha các bạn. Dạ đi trước. Ôi, này núi đẹp kìa. Trời ơi. Đây, cái bùn chuối này nó đang chỗ bắp nè. Quá to nữa. Nàng lợi dọn xả hả? Nay Dũng Cao kéo với anh Tý nha. Kìa Tý mập. Này tí ốm. Tí già. Tí già. Tí già. Tí già. Quá trời cá lồng tông. Rồi anh thấy bỏ này. Ôi nay con nhỏ nó bự nè. Đây. Lưới này chưa? Có, được. Thôi dằn lưới này chưa? Sao mày không nhanh đây hả? Rồi cho nằm lên đứng lại đi. Cho vô đứng luôn. Đợi cho lại đây. Nhớ không? Đúng. Nhớ đồng rồi. Ở đây đi, ở đây đi. Ở đây đi cao được đó. Mày ra chặn đám kìa. Chị Năm chị nhảy xuống mương luôn rồi kìa. Bay giờ mình phi qua kênh luôn nè. Ấy cha cha cha
bé ra phụ nữa nè. Nói chuyện đồ giống. Đi 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 mệt quá. Lội đuôi. Có cá la lên. Đây là Dũng với anh Tý. Ai hả? Kéo. Nãy ở sống phải không? Đây, chị Năm thì trận đầu lần kia. Kéo kéo vậy là dính lát luôn hả? Dính chứ. Đây là hành trình đi kéo lưới bắt cá lồng thông. Cái rồng cá sặc đủ cho lội luôn rồi. Con gì vô bắt hết. Đây. Chị Năm chị chặn lại đây. Học lớp mấy rồi con? Dạ, chín. Chín hả? Học trường nào? Ai chủ nhiệm con? Trời đó, dưới vườn mình quá trời lâu kiến hay không? Dạ, nhiều lắm rồi. Tính bữa nay không ấy là gì đi mò lâu kiến luôn á. Bữa nay hai thằng dự tính đó nói là lá gì mò lộc kiến luôn á. Bữa nào mò cá lộc kiến gì hầm xả. Dính mày con mè nửa ký rồi. Thank you.
đầu kia mới có đồng này ra muốn không à, có chậm không? Có mà có cái gì rồi à? Cái mương vậy mà không có cá chê hết không? Có, đéo đâu vô được. Kéo lưới đâu vô cá chê được. Dưới bắt thành tâm. Chê cái lóc là không vô được. Này chắc bữa hôm giám nước ngập có lít luôn. Quá chừng chặt nó chạy kìa quá trời nha. Ngồi gì cái mình lửa mà không thấy lửa tép không đi. Có bữa đầu tiên kéo cái thùng bê luôn. Không muốn kéo vậy hả? Giữ trời đó. Cái cây chặn vậy cái chén. Kinh nước cũng cạn quá không có cái hả? Đầu dưới đó kéo lòng tông bình yên luôn á. Kéo dưới đó đi trầm nó đó, dính nó chơi chứ. Cá nhện bờ, cá nhện bờ. Tự nhảy luôn. Cá nó tự nó bay lên luôn. Nhảy nó bay luôn đi. Nhảy bò luôn. Cái mẹ đã ở đây là dính lưới hết rồi. Hành trình kéo cá lòng tông.
bữa hổm tí mập thì văng lưới cái lồng tông, bữa nay mình kéo cứ cá lồng tông với mà tép rồng. Đủ thứ bạn ơi. Hổm văng lưới là chỉ có lồng tông thôi. Nay kéo là đủ thứ luôn. Rồi đụng giò gô ra tí ơi. Có mẹ đụng giò gô ra đó. Đụng giò gô ra nè. Bánh gà chị có dở không? Có dở không? Nó đi sát sát mé rồi. Thôi 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 thôi. Dính nè, chân này dính nè. Ồ, quá trời lồng tông luôn các bạn ơi. Nó đỏ thế nè. Ồ, cái này bộn nha. Cái này bộn nha. Bột lỗ. Mày kêu bộ tí, mày kêu còn cái gì tí. Quá trời ghét luôn. Ồ, cái này tép nhiều tí ơi. Nha. Tép nhiều tép nhiều. Rồng. Này tép nhiều nha. Rồng. Quá trời tép luôn á. Tép nó lộn. Lát, nó lộn này nè, lát gì lửa lại nhiều lắm nhưng tép nhiều nha. Tay giò luôn bạn ơi, mới bắt một cá mè tay giò. Con bé gì đẳng kìa. Hả? Con bé ngồi đẳng kìa. Ủa sao chặn đẳng lại đây kéo nữa. Kéo lại ra cũng được đó, không tông này về mà chiên bột cũng ngon, kho tiêu chiên bột hoặc chiên giòn cũng ngon, ướp mà phơi một nắng ha, chiên giòn. Anh phơi được xíu rồi ra cá cứng ngon ghê luôn á. Ừ. Phơi nó cái mình vô mình chiên nó ngon. Phơi xíu rồi vô cá cứng ngon. Cái hồi đó cá lồng tông là không có đặc sản, bây giờ cá lồng tông là đặc sản luôn nha. Ở miền quê mới có, ở thành thị kiếm món này ăn cũng khó. Chỗ có ổ cò kìa. Quá trời luôn á, quá trời giàu luôn. Em đi kéo kênh đi kéo. Qua rồi. Qua rồi, đi qua. Đó. Dịp. Qua đó.
bắt được cá mè. Khỏi tay lắm. Đúng lắm. Thao gác luôn các bạn ơi. Chắc mình kéo con nữa mười này thôi, bây giờ mình kinh. Ừ, kéo kinh kéo thấy ngon. Kéo cái lên cho thấy trắng trắng này kìa ha. Cái này dưỡng đi. Ủa bự nè. Thôi đi ra ngoài kinh kia bắt con thứ ơi. Giờ mình kéo hai người là kéo một cái lưới đại đi. Kinh này nè mới cạn. Kinh sau này dữ hơn nè. Kinh ngoài này dữ hơn nữa. Kinh này xả qua nay rồi. Kinh nào? Bảy kinh này mới ngon nè. Kinh này mới cạn rồi kinh kia chưa mà. Nhưng mà em thấy đây nãy nhiều dữ lắm. Mấy người thì hai người kéo chặn đầu lên cái một. Kéo ốp thì hai người đi rồi nó dội đâu chạy được nào. Dạ. Em đi ra ngoài ngoài đánh hai lưới cái một à. Ngoài á. Trời ơi. Ngoài kéo cái trắng luôn á. Ngoài trong luôn cái xin đó chị làm. Ừ. Trời ơi, kéo tới vừa phải nhờ một cái à. Đây là thành quả kéo lưới của mấy anh em mình nè. Bây giờ mình về nhà rồi mình lựa ra mình mần nè, cái tông mình mần nè ha. Bên đây được mớ cá bé này lựa ra mà.